Vâng, xin chào các bác. Trong video ngày hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu với các bác một cái mẫu bách, một cái mẫu sân khấu, một cái mẫu view chụp hình chữ hỷ mà bên em vừa mới hoàn thiện xong. Và bây giờ thì em sẽ lần lượt em sẽ giới thiệu với các bác chi tiết cho từ thông số kỹ thuật cho đến cái công năng cũng như là các cái đường nét kỹ thuật của cái mẫu này. Và bây giờ em mời các bác cùng nghe. Vâng, và bây giờ thì em sẽ lần lượt cho các bác biết các cái thông số kỹ thuật cũng như là kết cấu của cái mẫu bách như thế này. Bên em thì gọi đây là một cái mẫu bách chữ hỷ mà bên em vừa mới hoàn thiện xong. Cái mẫu này thì đương nhiên chúng ta có thể làm một cái sân khấu, làm một cái bách và thành một cái view chụp hình cũng rất là đẹp. Cái phía sau đây, cái lền trắng phía sau đó các bác nhé, đây là một cái lền xuyên suốt từ mé bên kia sang bên này. Và đương nhiên các cái phần chữ hỷ mà bên em đang cắt và tạo các điểm nhấn này thì là đang đứng ở phía trước, thế cho nên là ở một cái góc nào đó khi chúng ta nhìn vào thì chúng ta hình dung nó như một cái bức tranh 3D. Và bây giờ thì em sẽ cho các bác biết thông số kỹ thuật cái chiều cao. Cái chiều cao của cái mẫu này nó đang là 2m8 các bác nhé. Vâng, và đương nhiên thì em cũng sẽ cho các bác biết cái phần cánh rời phía trước này. Đây, 2m8 và cánh rời phía trước này là đâu đó 1m68. 1m68 cho hai cái tấm này, mỗi một tấm 1m68. Bởi vì sao em lại đo cái kích thước này thôi? Bởi vì với một cái mẫu này thì hai cái nửa chữ hỷ này, đó là hai cái cánh rời mà đang được bên em thiết kế đứng phía trước của cái lề này. Ở đâu đó cái khoảng cách, đây các bác này, từ cái lề này ra nó tầm khoảng 10 phân. Đó, khoảng cách từ cái lề ra 10 phân. Và đây là hai cái tấm với một cái chiều cao là 2m8 và có cổ ngang 1m68. Đây là cái kích thước khá là xinh mà khá là đẹp, đúng không ạ? Bởi vì sao mà em này cũng không đo thêm cái tấm phía sau nữa? Bởi vì với hai cái tấm phía trước này thì chính là cái phần chủ đạo của cái mẫu này. Đó, với một cái mẫu như thế này, nếu như mà không gian của chúng ta mà chúng ta cần cái không gian lớn hơn thì đương nhiên là chúng ta chỉ cần nới rộng cái tấm phía sau ra. Em nói ví dụ cái bức phía sau của bên em bây giờ nó đang là 4m hay nó là 5m đi, mà các bác cần cái không gian phía sau nó rộng hơn để cho nó phù hợp với các sự kiện chúng ta đang làm, thì các bác có thể các bác hãy ghép thêm một tấm nữa vào đây, đúng không ạ? Hay chúng ta thiết kế thêm cái tấm đằng phía sau này nó rộng ra. Thì đương nhiên hai cái chữ hỷ này chúng ta sẽ kê xa xê ra một chút thì chúng ta cũng có cái điều kiện mà chúng ta sẽ có một cái không gian này rộng hơn để chúng ta trang trí. Và đương nhiên đây là cái không gian này, nó là cái không gian cái lền phía sau này, thì bên em mặc định bên em nó đang làm nó là cái lền màu trắng, bởi vì cái lền màu trắng là cái lền nó rất là dễ cho chúng ta trang trí. Dù nó là đây cái chữ này thì bên em nó đang gắn đây cái chữ là giống như nó là cái màu của cái màu cà phê, nhưng mà với cái lền trắng này thì chúng ta khẳng định với các bác rằng chúng ta trang trí bằng cái mẫu chữ gì nó cũng đẹp. Có thể nó là chữ đề can màu đỏ hay là màu gì vào thì nó cũng rất đẹp. Cái nền trắng này nó là một cái nền rất dễ để trang trí, đúng không ạ? Các bác hãy cùng nhớ dùm em nhìn như vậy. Và còn nếu như đấy, em lại nói cái từ nếu như, mà nếu như cái không gian của chúng ta hẹp hơn nữa thì sao ạ? Cái không gian của chúng ta hẹp hơn thì cũng có thể là chúng ta sẽ xê sát hai cái chữ song hỷ này vào nhau, đúng không ạ? Thì chúng ta hãy xê sát vào. Đây em đang nói ví dụ như đây là nó đang là 85, thì thậm chí lúc này chúng ta có thể kê nó sát vào nhau, đâu đó nó chỉ cách nhau tầm 10 phân thôi, thì nó sẽ thành một cái chữ hỷ khá là hoàn thiện, đúng không ạ? Nó có thể rằng là lúc này thì chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ nghĩ ngay nó chỉ là một chữ hỷ, thực sự là một chữ hỷ thôi. Thế nhưng đương nhiên là khi mà chúng ta co vào thì chúng ta sẽ được là gì ạ? Được cái kê được, chúng ta co vào thì kê được ở không gian hẹp hơn. Thế nhưng lúc này thì những cái phần chữ này, đúng không ạ? Những cái phần chữ này thì chúng ta sẽ không có cái không gian để chúng ta trang trí cái phần chữ nữa. Và có thể lúc này là chúng ta sẽ phải dùng chính là một cái biển nào đó chúng ta treo nó lên trên cái không gian này. Đây là khi em đang muốn nói với các bác là khi nếu không gian hẹp và chúng ta ráp hai cái này sát vào nhau thì chúng ta phải treo một cái biển lên trên này, thì nó cũng là một cái bức tranh, một cái bách, một cái view chụp hình hay là một cái bách gia tiên cũng rất rất là đẹp cho cái mẫu như thế này đó. Vâng, và ngay lúc này đây thì em sẽ cho các bác biết vì sao mà cái màu nó lại khác, đúng không ạ? Đây thì bởi vì thực sự ra cái mẫu này bên em đang thiết kế cũng như là đang chất liệu để mà tạo ra cái mẫu này thì đó là chất liệu gỗ nhựa các bác nhé. Chất liệu gỗ nhựa thì nó là cái chất liệu mà đang được nhà giạp chúng ta lựa chọn rất là nhiều ở cái thời điểm hiện tại. Em thích nghĩ là đâu đó ngoài kia thì chúng ta cũng có thể là chúng ta sẽ lựa chọn cái chất liệu khác đó. Lựa chọn cái chất liệu khác đó là gì ạ? Đó là cái chất liệu Formex thì cũng được. Nhưng mà có điều rằng là em thì em tư vấn các bác là chúng ta không nên dùng chất liệu Formex đó, mà em cũng tư vấn luôn nhà giạp và cái nhà sản xuất chúng ta cũng không nên chất liệu Formex, bởi vì chất liệu Formex nó là cái chất liệu
mà chúng ta chỉ dùng một thời gian thôi, chúng ta sẽ cảm nhận thấy nó quá nhiều những vết chảy vết xước, nó quá nhiều, nó vết bẩn nó bám vào nó nhơ mà chúng ta không làm cách nào khác được. Hay là với những cái bước nó to như thế này, khi chúng ta đi nạc mà thời tiết nó không thuận, mà nếu như nó rông nó gió mà nó đổ thì các chất liệu Formex thì em thiết nghĩ rằng nó sẽ không an toàn một chút nào đó. Thế nên em luôn tư vấn các bác là nên dùng chất liệu gỗ nhựa. Và các phần phía trước này thì đương nhiên cho em qua tiếp tục quay lại các phần phía trước này thì là em đang gắn một cái lớp đề can. Còn cái phần đề can này thì các bác muốn gắn nó là cái màu gì thì bên em cũng sẵn sàng, đúng không ạ? Các bác muốn nó là cái màu hồng, nó là cái màu đỏ, nó là cái màu gì đó, nó hợp với những cái gì các bác đang có tại nhà đó, thì các bác cũng có thể, nếu như các bác mà thích nó này, chúng ta cũng hãy có thể là inbox thì bên em sẽ hỗ trợ đó. Và đương nhiên đây là cái sự kết hợp, đây kết hợp với những cái gam tông màu hoa đây, với là năm cái khóm hoa, thì hai cái khóm hoa hai ở trên là khá là to và phía dưới là đây là một cái khóm hoa cũng rất là lớn, đúng không ạ? Đó thì hoa nằm ở chỗ nào thì đương nhiên là trước khi bên em dựng ở đây thì bên em đã có sự tính toán rồi, nó khá là hài hòa đó. Và hai bên này thì nó là hai cái khóm hoa nho nhỏ thôi. Và cái tông hoa này đây các bác, cái tông hoa này thì cũng chính là cái tông hoa màu trắng xanh cốm, nó màu trắng xanh cốm, đó chính là cái tông hoa của cái xu hướng của cái năm 2024 này đó. Nên cho nên nếu các bác mà đang đi tìm cho mình cái tông hoa của năm 2024 này thì đương nhiên các bác hãy chụp lại cái khung hình này giúp em, các bác hãy chụp lại khung hình giúp em và hãy nhớ rằng cái tông hoa của năm 2024 này đó, cái hôm đó cái chú sĩ chú bảo cái tông hoa đó là cái tông hoa màu trắng xanh cốm, thì đó chính là cái tông hoa của cái xu hướng của năm 2024 này. Và không biết là các bác đứng đó các bác có nhìn rõ hay không, nhưng mà với những cái chữ song hỷ này đây các bác nhé, cái bản có cái chữ song hỷ này đây, cái bản này nó đã là hơn 10 phân, cái bản này hơn 10 phân các bác nhé, bản hơn 10 phân đây. Đây cái bản này là chính xác là nó tầm độ trên 12 phân, thì cái bản này là bên em cũng tạo ra bằng chất liệu gỗ nhựa. Và đương nhiên như em nói rồi là gắn cái đề can xuyên suốt cả cái bức phía trước, và các cái đường viền này đó, các đường viền này đều được bên em gắn đèn nét các bác nhé. Các cái đường viền này thì đang được bên em gắn đèn nét chạy xuyên suốt, đây chạy xuyên suốt tất cả các cái đường viền này đó. Thế cho nên nó tạo cho chúng ta một cái hình ảnh, một cái hình ảnh chúng ta đứng ở một cái góc nào đó, dù là trực diện hay dù là nghiêng thì cũng rất rất là đẹp. Và như em đã nói rồi, nếu như mà các bác nhìn qua hình ảnh thì nó như một cái bức tranh 3D đó. Đó là những gì mà cái mẫu này đem lại cho các bác. Vâng, và có lẽ là ngay lúc này đây thì em xin phép em cho cầm máy, em đi mời các bác ghé sát vào nhìn cận cảnh hơn ở cái mẫu này nhé. Đây đây là những cái khóm hoa mà như em nói, màu hoa trắng xanh cốm, nó có màu hoa xu hướng của năm nay đó. Nhìn từ phía xa thì các bác sẽ thấy nó như một cái bức tranh 3D rồi, nhưng bây giờ em sẽ cho các bác nhìn cận cảnh hơn. Đây này, đây là một nửa của chiếc song hỷ các bác nhé. Đó, cái nền này thì là một cái nền tối hơn một chút. Cái nền dĩ nhiên như em nói rồi, cái nền phía trước này là bên em đang gắn một lớp đề can vào. Các bác có thể lựa chọn bất kể cái gam màu nào các bác thích. Đây, và em muốn cho các bác nhìn cận cảnh hơn thì các bác sẽ nhìn thấy các cái đường nét đó, các cái đường dây nét mà bên em chạy xuyên suốt quanh đây, xuyên suốt quanh cái bám vào cái các cái đường nét của chiếc hỷ này, gần như không bỏ rời một thiếu một cái chi tiết nào đó. Các bác nhé, nhìn tổng thể thì đây nó là một cái chữ song hỷ màu hình tròn khá là to đó. Thì cũng như em nói, cái nền phía sau nó là cái nền màu trắng đó, khi mà chúng ta giãn ra thì chúng ta sẽ có được cái không gian, đây sẽ có được cái không gian để chúng ta trang trí các cái nội dung, các sự kiện chúng ta làm việc. Còn nếu như mà cái không gian, cái sự kiện nó nhỏ hơn thì đương nhiên như em nói rồi, các bác hãy sát hai cái phần chữ song hỷ này giáp vào nhau. Đó, giáp vào nhau làm sao cái khoảng cách nó chỉ cần đủ nhờ những cái khoảng cách như thế này thôi, đó là một cái khoảng cách đẹp, đúng không ạ? Và sau đó thì có thể là cái phần các cái nội dung chúng ta đang gắn trực tiếp lên kia, lúc đó chúng ta sẽ phải gắn vào một cái biển mà chúng ta treo lên cái điểm đó, và chúng ta sẽ treo lên ở ngoài cái phần chữ song hỷ bên ngoài đó. Đây các bác nhé, em sẽ cho các bác một cái góc nhìn cận cảnh, một cái góc nhìn chi tiết hơn về cái mẫu này đó. Đó, các bạn là với cái thời lượng của video không nhiều thì em cũng xin phép là em sẽ truyền tải đến các bác những cái thông tin, những các cái thông số kỹ thuật cũng như là các cái đường nét mà tạo nên cái dấu ấn của cái mẫu này. Nếu các bác muốn biết nhiều hơn, các bác muốn tìm hiểu kỹ hơn về cái mẫu này thì các bác có thể là để lại cả cái phần comment ngay cái phía dưới video này giúp em. Đó, em sẽ trả lời các bác nhé.
À, vâng, vậy là trong video này thì em đã giới thiệu cho các bác một cái mẫu bách, một cái mẫu view chụp hình, một cái mẫu sân khấu với một cái mẫu chữ hỉ này thôi, nhưng nó đã đem lại cho chúng ta rất là nhiều công năng. Nếu các bác thấy video này hay thì hãy cho em một like, một chia sẻ cũng như là hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Cảm ơn các bác.